Dragon ngon mình cố gắng mình cho con MG này cái đó 8 boss mà trong khi đó nó ra mất 5 cái đồ của AF rồi. Miệng cái báo đừng ra AF ra. Kiểu như là không không có muốn nó ra cái gì là nó ra cái đó đó. Tưởng tượng mà cái ngày hôm qua mà mình mở boss cấp tốc e đấy mà buổi sáng mở mấy chục boss không ra được một viên cấp độ, buổi chiều mở gần 70 boss ra được đúng 8 7 viên cấp độ. Sợ luôn. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video với con game MU S6.vn nha anh em ơi. Mấy hôm nay qua đấu giải với hôm nay chưa có mở bot. Giờ còn có một cái móc cuối cùng này thôi. Chở đâm lao rồi mình theo lao mình làm thêm một cái móc tích lũy cuối cùng này thôi. Từ giờ mình sẽ không có làm tích lũy nào nữa. Nếu mà có ốp đồ thì cũng lắm là mình mua cái quay. Còn không thì mua đồ luôn. Chứ không có mở bot nữa. Tại vì mình cũng đang dở giảm mất hai cái set 380 và set hỏa long cấp 2, tính ra 3 set cơ, với lại set ma thuật cấp 2 nữa. Chưa có full đấy. Cái set hỏa long cấp 2 thì nó cũng thiếu cái quần chưa full, với lại cái set 380 thì cũng thiếu cái quần. Hôm nay mình mở nhận cái boss này nó có 9 boss thì hy vọng nó sẽ ra được hai cái quần. Thiếu cái gì không thiếu, thiếu đúng ngay cái quần. Mình làm nốt nó hết cho xong. Giờ về nhận nha. Hy vọng là đúc được cái mình bây giờ không cần đúc boss. Đúc được boss 380 thôi. Bây giờ mình cũng chỉ cần boss 380 thôi. Boss 380 là anh em đúc boss kia đó nhưng mà mình không có đúc ạ. Nhiều dương quá rồi. Mình phải là mấy trăm boss rồi để mình không sao mình sẽ là làm ngày mai á con thành 9 xong á cái đồ này mai con thành 9 xong là sẽ ném cho anh em trong gôi trong bên mình luôn nhiều lắm cắt cái này đi khá là nhiều cái dòng bot xanh cương và bot đỏ để có phải là cái 500-600 bot để chút xíu mình qua mình cái ạc này thôi là đã full nhân vật là ạc không rồi mình tích từ hôm đầu tuần đến giờ tại tuần này á cái tuần trước á không có bot nhiều và đây nhiều tại lúc đấy mình buôn bán được mình buôn được quy quay quá lấy quy quay mình xài. Cái tuần này mình chuyển class cho nên nó tốn. Rồi không được 380 rồi. Full đồ rồi. Đái thật. Đồ rồi hả? Rồi. Thế bây giờ mình cắt cái bot này đi nha. Đấy, tao mở là mở bot này và bot này luôn. Tại vì mình không mở cho nên anh em có báo vô lại xin đồ cùi xin cái đồ gì không cài á thì mình cũng có mình chỉ mở bot 380 thôi. Có lại cái bot này thôi để mình lấy phôi thôi. Còn cái bot mấy cái bot dòng với bot này bây giờ mình để mình con nghe cho anh em lộn luôn đấy. Không có gọi là mình không có mở nữa. Mở thì cũng cho anh em thôi. Cái bot mà bot cấp cao này này. Để mình cộng hưởng lên cái hết rồi, hết luôn rồi. Rồi bây giờ mình đi mình mở luôn nha. Ayana đi. Ngày mai công thành nếu mà win hay không win thì mình cũng sẽ chơi nào đây. Ô mình. Mình bỏ dân chơi nào. Mình cái con của mình cái con Kareka của mình đang để ở đó mà mình quên. Rồi, con này là để lấy phôi anh em cộng hưởng lên độ cấp cao được nha. Đây, đây mình sẽ con này. Giống như mấy cái đồ mà anh em có thể cộng hưởng lên trên gậy dòng cấp 2 rồi kiếm dòng cấp 2 đấy cái này ngon này cái này dòng ngon này
Cái này thì cùi này. Cái đó thì bây giờ chỉ có gọi là chỉ có gọi là xuống xuống đi anh nhà tinh luyện thành đắc tinh luyện còn là không. Rồi cái này thì cũng có dòng 4%. Bây giờ đang có úp lấy cái DK, bây giờ mình sẽ chơi DK thời khoảng khoảng thời gian nữa. Thời gian nữa thì class cố gắng chơi hết class luôn, còn hai class mà trải nghiệm hết class này xong các khác đây. Cái này cũng là ngon này, anh em có thể cộng hưởng lên gậy dòng cấp 2 được. Rồi giờ đến cái này ra ef thôi nói nữa cạn lời luôn rồi. Biết sao mà dạo này mình mở bot bot tập đồ cực đen luôn. Giờ mình sẽ gom, mình cố gắng mình cho con mg này cái đó 8 bot mà trong khi đó nó ra mất 5 cái đồ của ef rồi miệng cứ bảo đừng ra ef ra. Kiểu như là không có muốn nó ra cái gì là nó ra cái đó, đó. Tưởng tượng mà cái ngày hôm qua mà mình mở bot cấp tốc e đấy mà buổi sáng mở mấy chục bot không ra được một viên cấp độ, buổi chiều mở gần 70 bot ra được đúng 8-7 viên cấp độ, sợ luôn. Thôi không nói nữa. Ô thôi ở mà cứ mất bot kiểu này rồi thần ma. Anh em thấy cái pha đó mất bot chưa? Mất bot quen luôn rồi đấy. Mình là bị ho hay luôn, không hiểu luôn. Rồi quần, quý quý. 5% phản đam hoặc 4% HP. Cần cái quần 4-5 HP. 4 HP. Áo thay giường. Trời, nó lại ra cái áo. Cái dòng nó y chang về này nhưng mà mình cần cái quần cơ. Còn hai quần tách biệt luôn cả tốt. Áo bảo điện. Quần. Áo khủng long. Trời, áo hai cái dòng ngon, áo hai dòng ngon. Cái áo này ngon nha. Rồi quần giái quần coi. Quần què. Được này hai dòng ngon. Cộng hưởng vào cái chuyện này là ngon luôn. Quần long. Ui hai cái áo này ngon quá. Đây mình vẫn set này mình vẫn đê lại, set này mình vẫn đê lại. Chắc có khi là bây giờ mình sẽ sang nhượng set này nha anh em ơi. Nào cần thiết thì lục set này đi về chơi MG. MG mình đang úp set này. Cái này lên để hôm sau mình có chuyến qua sâu là mình đã có sẵn rồi. Chắc cấp 2 này có. Cái này mình để cuối tuần để mình chuyển qua, nếu mà cần chuyển qua DL. DL công thành nó có lợi, thứ nhất là mình giới hạn 80 thành viên trong một gui thì mình có thể đông anh em hơn, và mình có thể triệu tập anh em khi mà đi công thành á, đứng triệu hồi á sẽ tiện hơn, với lại châu bò và khó đam. Đấy. DK thì cũng được, DK thì châu bò nhưng mà không triệu tập được, nó thiệt thòi hơn là cái nó không có đam. Đấy. Đây. Đó những cái bot này đây. Đây chung là mở hôm nay là cũng không đến nổi đâu, mà nó mở cái bot này nó đen này. Và bây giờ cái này nó bây giờ win 2.5 thì nó quá thường rồi. Giờ là chủ yếu là người ta xài win 3, đang tập trung để người ta đẩy win 3 thì để cho anh em xem này, cái mình làm event cho anh em gui này đang để dành đấy. Đây trong dương là có nha. Đây đây một xương bot nha, đây còn chưa bán được này, hai cái này cũng ngon này. Đấy một con nha, con thứ hai này. Đây đấy bot nha, hai con nha. Cái bot nguyên liệu nên bây giờ nhiều người đốt được hay không? Chưa có. Ô thôi xong, hình như là xóa nhầm một hộp bot rồi.
Rồi xóa nhầm một nhân vật boss rồi. Đây này. Rồi đấy con DK. DK của mình đây thì cũng khá là nhiều. Đây, để về cho anh em xem. Bây giờ một ngày thì xét mình khều khều chút xíu là mát xét anh em ơi. Đấy, đây 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 chưa có con lông mà chưa có đủ để mình xoay. Xét đó cấp 2 của mình đây. Đấy, còn mấy con phụ với boss ở đâu nhiều lắm. Tích nhiều boss lắm rồi. Từ dưới lên nha. Đây set 380 của mình đây. Cũng thiếu cái quần 5% phân đam. Với quần 5% phân đam thôi. Rồi đấy con thứ hai coi boss nằm đâu ta. Có đồ hả? UEM này anh em thấy không? Bán không được, bây giờ cái bé bán không được luôn á. Chắc anh em nào cần chắc cho luôn. Đây, đây. Đó, em thấy nhiều không đây? Mình tích là mình tích mấy trăm bot luôn, cả gần ngàn bot đấy. Một cái dương đầy vậy anh em tưởng tượng là một dương đầy vậy là 64 bot. Mà mình có kiểu là nếu mà tính ra là phải 10 hơn 10 dương rồi. Cả dương chính dương phụ mà đó. 380 là cái phôi này đấy mình cộng hoặc cái hai dương đấy đang gom đấy. Còn cái con hòm đồ nó phải không? Hòm đồ là hết rồi. Ôi nó đây rồi. Đấy. À, ngày mai công thành 9 xong là mình sẽ cho anh em trong vui. Anh em có cần nguyên liệu gây 2.5 thì mình sẽ cho anh em luôn. Đây, cái quần này thì 44 rồi, mình đang để mình cộng hưởng vào đây. Cái này lại cũng thiếu cái quần. Đó, khốn nạn chứ, cái này thì nó có 44 rồi. Phải kiếm cái quần mà 5% 4% HP nữa. Cái này thì không cộng hưởng qua được. Này nó nhưng mà ép lại được. Ổ vậy đó. Bây giờ mình đi kiếm cái mình là đang khói cái set họ long cấp 2 lắm. Cái set 380 lắm. 380 mà cầm hai đao không quá là có hai có đao quyền năng thì thôi rồi. Chất phải đái luôn anh em ơi. Còn EF lại sâu là chưa chơi thôi. Hai class đấy thì lại ít người chơi. Sâu thì ít người chơi nhưng mà sâu thì còn có người chơi nhưng mà EF thì chưa có ai có win 3. À có một ông ẩn chữ tình. Chữ tình có một cái win 3 có EF. Thôi. Video này mình xin kết thúc tại đây nha anh em ơi. Gặp lại anh em những video tiếp theo nha. Thì ngày mai công thành 9 và mình sẽ like xong công xong là công thành 9 xong là mình sẽ phong boss luôn nha. Thôi bye mọi người nha. Chơi game vui vẻ nha. Bye.